Xin chào cả nhà, thì em là Thu Nhiên bên công ty nhà đất huyện Trân Thái. Hiện tại là em đang ở ấp 2 của xã Trung An, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho cả nhà cùng xem một cái căn nhà. Thì nhà này là nhà mới vừa xây hoàn thiện luôn nha cả nhà. Có sổ hồng riêng, pháp lý rõ ràng luôn, thổ cư chủ quyền đầy đủ ha. Thì với diện tích là ngang 4, dài 18 nha. Hiện tại là chủ đang kêu với giá là 950 triệu ha. Cả nhà mình quan tâm thì có thể đi xem và gặp chính chủ thương lượng về giá cả luôn. Đây là căn nhà mà hôm nay em muốn giới thiệu nè. Thì bây giờ em sẽ giới thiệu về cái hướng đi trước ha. Đường ở phía trước nhà mình á, thì đường này rất là rộng luôn, khoảng 3 mét. Nhưng mà từ vị trí căn nhà của mình á, mình sẽ đi theo cái hướng này để mà mình có thể đi ra được đường Phạm Hùng nha. Nhưng mà cái hướng đường đi á, thì chỉ là đường xe máy thôi, chứ ô tô thì sẽ không đi được ha. Nhưng mà mình đi tầm khoảng 300 mét thôi là sẽ ra tới đường Phạm Hùng. Thì đó là đường ô tô nha cả nhà, mình đi theo hướng này ha. Và ở đây á, là khu vực rất là đông dân cư luôn. Điện nước Wi-Fi cũng sẽ có đầy đủ nè. Thì trung bình mình đi tầm khoảng 5 phút thôi là sẽ tới chợ nè, tới trường học nè, hay là tới những cái tiện ích khác nha. Thì một lát nữa ở cuối video á, em sẽ mở cái định vị lên cho cả nhà mình cùng xem nha. Còn bây giờ thì để em dẫn cả nhà vô xem cái căn nhà của mình ha. Thì nhà là có diện tích bề ngang là 4 mét nha. 4 mét thì mình sẽ được tính từ vị trí ở đây, cái bức tường nhà ở đây ha. Mình đo ngược qua đây là 4 mét nha. Chiều sâu vô hết căn nhà của mình luôn là 18 mét. Trong đó thì nhà có sổ hồng riêng nè, có thổ cư và chủ quyền nhà đầy đủ luôn. Thì chủ quyền nhà là chủ quyền nhà cấp 4 nha cả nhà. Đó. Căn nhà nhỏ gọn, có 2 phòng ngủ phù hợp cho gia đình mình có từ 2 đến 4 người ở ha. Rồi thì bây giờ em dẫn cả nhà vào bên trong nha. Cái phần mặt tiền phía trước này á, chủ có chừa cho mình một cái khoảng này để mà mình có thể trồng hoa kiểng nè cả nhà. Rồi sân này thì mình có thể để đậu xe nè. Đó, rồi bên đây thì có chỗ rửa nữa nè. Đó. Rồi thì đây là khoảng không gian phòng khách của nhà mình ha. Phòng khách thì khá là rộng luôn, thì mình có thể bố trí một cái ghế sofa ở vị trí này, rồi mình có thể đặt thêm một cái bàn để mà mình có thể để tivi nữa ha. Khoảng phòng khách này thì khá là rộng luôn. Nhà thì em thấy là gạch ốp tường cao tầm khoảng 1,5 m nha. Và sẽ có 2 phòng ngủ, đây chính là cái phòng ngủ thứ nhất của mình nè. Phòng ngủ thì em thấy rất là rộng luôn nha cả nhà. Rồi qua bên đây thì là phòng ngủ thứ hai nha. Đó, cả nhà xem nè, phòng ngủ thứ hai ha. Rồi, tiếp theo thì ở phía sau sẽ là cái khoảng không gian nhà bếp và nhà vệ sinh nha. Đây chính là cái khoảng không gian nhà bếp của mình nè. Hiện tại là đã có sẵn tủ kệ bếp rồi, tủ trên và tủ dưới luôn ha. Có bồn rửa nè. Rồi bên đây thì sẽ có một cái sàn nước nhỏ luôn. Ngay chỗ vị trí sàn nước này thì sẽ có một cái cửa sổ nè. Mình có thể nhìn thông ra phía sau, ở sau thì giáp với nhà hàng xóm ha. Và ở đây thì cũng sẽ có một cái nhà vệ sinh này. Nhà vệ sinh thì sẽ được ốp gạch lên tới trần nha cả nhà. Đó, ở đây thì có bồn rửa nữa nè. Thì chủ đang kêu giá là 950 triệu. Cả nhà mình quan tâm thì có thể liên hệ cho bên công ty nhà đất huyện Trân Thái để đi xem. Sau đó là mình gặp chính chủ để mà thương lượng về giá cả luôn ha. Đường thì là đường xe máy và cách đường Phạm Hùng, đường ô tô là khoảng 300 mét nha. Rồi thì để bây giờ em mở định vị lên cho cả nhà mình cùng xem ha. Trước tiên thì nhà sẽ được quay về hướng Tây nha. Đây thì cả nhà mình xem nè, cái nút màu xanh xanh chính là cái vị trí em đang đứng ở căn nhà của mình. Thì căn nhà của mình nó sẽ nằm giữa của bên đây là đường Nguyễn Công Bình nè. Bên đây thì là đường... đường này là đường dọc kênh Kho Đạn nè. Bên đây thì là đường Lê Văn Phẩm. Ở dưới đây là đường N1 nè. Đó, cả nhà xem nó sẽ nằm vị trí ở giữa này. Cho nên nó là mình đi tới những cái tiện ích xung quanh rất là thuận tiện luôn. Còn từ vị trí căn nhà này nếu mà đi chợ thì mình sẽ đi chợ Trung An nha. Chỉ có 2,1 cây số thôi là mình sẽ tới chợ Trung An rồi. Trung bình mình đi là khoảng 4 phút nha. Xung quanh thì sẽ có trạm y tế nè, có trường học Trung An nè. Đó, quán ăn, quán cà phê nè, khu công ty nè, ủy ban đầy đủ luôn, chỉ có 2,1 cây số thôi. Còn nếu như mà từ ở đây á, cả nhà đi tới cụm khu công nghiệp Trung An thì trung bình mà cả nhà đi chỉ có 1,9 cây số thôi nha. Đây, 1,9 cây số cũng khoảng 4 phút là mình sẽ tới cụm khu công nghiệp Trung An ha.
Còn nếu như mà từ ở đây á mình về đến bến xe miền Tây của thành phố Hồ Chí Minh thì trung bình là 64 cây số nha. 1 giờ 20 phút là mình về tới bến xe miền Tây của thành phố Hồ Chí Minh rồi. Thì cái vị trí căn nhà của mình ở đây á, đi tầm khoảng từ 5 phút thôi là mình sẽ tới chợ Trung An nè, trường học các cấp nè, cụm khu công nghiệp Trung An hay là những cái tiện ích khác như là siêu thị nè hay là bệnh viện nè ha. Rồi thì nếu mà cả nhà quan tâm đến căn nhà này, mình có thể liên hệ cho bên công ty nhà đất Huyền Trang Thái để đi xem và gặp chính chủ thương lượng về giá cả nha. Sổ hồng riêng, pháp lý rõ ràng luôn ha. Ngang 4, dài 18, thổ cư chủ quyền nhà đầy đủ, giá là 950 triệu nha.